xin Chào các bạn, à, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết và làm cái bài toán số 4 trong đề thi về MTC, thách thức tài năng toán học năm 2021 dành cho các bạn lớp 3. Nội bài như sau. Hình chữ nhật ABCD được ghép từ bốn hình chữ nhật có cùng kích thước như hình dưới đây. Chúng ta thấy là một hình này, hai hình, ba hình, bốn hình, đúng không nào? Chúng ta thấy bốn hình chữ nhật cùng kích thước. À, người ta bảo rằng là biết chu vi của hình xám là 12 cm. Hãy tính chu vi của hình chữ nhật ABCD. Bây giờ chúng ta hãy quan sát đây là hình xám này, chu vi của nó là 12 cm. Chúng ta không hề có thông tin về chiều dài và chiều rộng của cái hình xám này. Nhưng bây giờ yêu cầu tính chu vi của hình ABCD. Vậy thì cái việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến đó là chúng ta phải làm sao để tìm được cái mối liên hệ giữa chiều dài, chiều rộng của cái hình chữ nhật lớn ABCD. Với cái chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật nhỏ. Thế bây giờ chúng ta thầy có thể đặt tên ở đây. Đó là hình chữ nhật nhỏ này là hình A, N, P. Thế thì chúng ta sẽ thấy như sau. Chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy là AB nó sẽ gấp mấy lần AM nhỉ? Nó gấp hai lần. Đúng không? Chúng ta sẽ có là AB sẽ gấp hai lần AM nhân 2. Đồng thời chúng ta cũng có là AD cũng sẽ bằng AP nhân 2. Như vậy bây giờ chúng ta thấy là chiều dài nó cũng gấp 2, chiều rộng nó cũng gấp 2. Vậy diện tích của nó sẽ gấp mấy? À thầy xin lỗi, chu vi của nó sẽ gấp mấy? Bây giờ chúng ta sẽ thấy là chu vi của nó sẽ được bằng là chiều dài cộng chiều rộng rồi tất cả nhân với 2. Như vậy bây giờ thầy sẽ có như sau. À, bình thường thì cái chiều dài AM này được tính thì nó tương ứng cái chiều dài AB này cũng được tính đúng không? chiều rộng AP được tính thì tương ứng cái chiều rộng AD này tính MN thì nó tương ứng với BC và NP thì nó tương ứng với CD như vậy từ đây chúng ta có thể suy ra diện tích của hình chữ nhật ABCD nó sẽ gấp đôi diện tích của hình AMNP về mặt toán học thì chúng ta có thể lắp công thức vào, à, nó sẽ bằng là AB cộng với AD tất cả đem nhân với 2. Thế nhưng mà AB cộng AD này thì nó chính là AM nhân 2 cộng với AP nhân 2. Và cái biểu thức này nó chính là chu vi của hình chữ nhật xám. Đúng không? Đây nó chính là chu vi của hình chữ nhật xám và nó là 12 nhân với 2. Chúng ta sẽ được là 24 đơn vị là cm. Bài toán đến đây kết thúc và đây cũng là một bài toán khá là hay. Hãy ấn subscribe kênh uh, youtube của thầy Hiếu và đừng quên theo dõi các bài giảng mà thầy thường xuyên up lên. Tạm biệt và hẹn gặp lại.